Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học phần Skill 1, Unit 10. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau. To be surrounded by. Được bao phủ xung quanh bởi. Helicopter. Danh từ, máy bay trực thăng. Fly. Động từ, bay. Roof. Danh từ, mái nhà. Clean the floor. Lau nhà. Feed. Động từ, cho ăn. Super smart TV. TV thông minh. Send. Động từ, gửi. Receive. Động từ, nhận. Contact. Động từ, liên lạc. Planet. Danh từ, hành tinh. Appliances. Danh từ, thiết bị. Đồ gia dụng. Type of house. Loại nhà. Activity 1. Look at pictures and discuss it with a partner. Hãy nhìn vào bức tranh và thảo luận cùng với bạn của mình. Number 1. What type of house do you think it is? Em nghĩ rằng đây là loại nhà nào? Thì cùng nhau quan sát bức tranh thì cô nghĩ rằng đây sẽ là một cái biệt thự. I think it will be a villa. Number 2. Where do you think the house is? Em nghĩ rằng ngôi nhà này ở đâu? Thì cô nhìn thấy xung quanh đó là một biển. Nước thì cô nghĩ đây là một hòn đảo. I think it's on an island. Activity 2. Read the text and mark the beginnings in A with the endings in B. Hãy đọc đoạn văn và nối phần đầu trong cột A với phần kết thúc trong cột B. Bây giờ chúng ta hãy đọc đoạn văn và tìm hiểu xem nội dung của đoạn văn đây là gì và chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của đề. My future house will be on an island. It will be surrounded by tall trees and blue seas. There will be a swimming pool in front of the house. There will be a helicopter on the roof. I can fly to school in it. There will be some robots in the house. They will help me to clean the floors, cook meals, wash clothes, water the flowers. They will also help me to fix the dust and cats. There will be a super smart TV. It will help me to send and receive email and contact my friends on other planets. It will also help me to buy food from the supermarket. Ngôi nhà trong tương lai của mình thì sẽ ở trên một hòn đảo. Nó sẽ được bao phủ xung quanh bởi những cây cao và biển xanh. Nó sẽ có một cái hồ bơi trước ngôi nhà. Sẽ có một máy bay trực thăng trên mái nhà. Mình có thể đi đến trường bằng máy bay trực thăng. Sẽ có một số con robot trong ngôi nhà. Chúng sẽ giúp mình lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưới hoa. Chúng cũng sẽ giúp mình cho chó và mèo ăn. Sẽ có một cái TV thông minh. Nó sẽ giúp mình gửi và nhận email và liên lạc với bạn bè của mình trên những hành tinh khác. Nó cũng sẽ giúp mình mua thức ăn từ siêu thị. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cột A và cột B ở bên dưới. Number 1. The house will have robot too. Ngôi nhà sẽ có một con robot để làm gì? B. Sorry. Number 2. The house will have a super smart TV too. Ngôi nhà sẽ có một cái TV thông minh để làm gì? A. Clean the floor, lau nhà. B. Contact my friend, liên lạc với bạn bè. C. Wash clothes, giặt giũ quần áo. D. Buy food from the supermarket, mua thức ăn từ siêu thị. E. Cook meal, nấu các bữa ăn. F. Send and receive email, gửi và nhận email. G. Fix the dogs and cats, cho chó và mèo ăn. At water the flower, tưới hoa. Thì chúng ta quay trở lại bài đọc và chúng ta xem thử những con robot sẽ làm gì. Những con robot thì sẽ giúp họ lau nhà nè, nấu ăn nè, giặt giũ quần áo, tưới hoa cho chó mèo ăn. Thì chúng ta sẽ nói với câu A, câu C, câu E và câu F, câu G, sorry, câu G và câu H. Còn TV thông minh thì sẽ giúp làm gì đây?
trong bài đọc có đề cập đến là sẽ gửi nhận email liên lạc với bạn bè và đặt thức ăn từ siêu thị, thì ở đây chúng ta sẽ nói với câu P, câu F và câu D. Activity 3. Read the test again and cycle the options A, B or C to complete the sentences. Đọc đoạn văn lần nữa và hãy khoanh tròn đáp án chọn A, B hoặc C để hoàn thành những câu sau. Number 1. The house will be. Ngôi nhà thì sẽ ở đâu? A in the mountains, B on an island, C on the moon. Thì trong bài đọc có nói là ngôi nhà tương lai của mình sẽ ở trên một hòn đảo, nên chúng ta sẽ chọn ở đây đáp án sẽ là câu B. Number 2. There will be a in front of the house. Sẽ có một cái gì đó ở trước ngôi nhà. A garden, B pond, C swimming pool. Một khu vườn, một cái hồ bơi hay là một cái hồ, một cái ao hay là một cái hồ bơi. Thì trong bài đọc nó nói là sẽ có một cái hồ bơi trước ngôi nhà, nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án sẽ là C. Number 3. The house will have robots. Ngôi nhà sẽ có cái gì đó robots. A. Many, sẽ có nhiều. B. Some, một số. C. A lot, là rất là nhiều. Thì trong bài người ta có nói là there will be some robots, thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Number 4. Does will help me to feed the dogs and cats. Cái gì đó sẽ giúp cho tôi cho chó mèo ăn, chó và mèo ăn. A. Helicopter, một máy bay trực thăng. B. Robots. C. Super smart TV, một cái TV thông minh. Thì dĩ nhiên đây chính là robot sẽ giúp cho tôi cho chó mèo ăn. Chúng ta sẽ chọn ở đây đáp án sẽ là câu B. Activity 4. Working pairs. Ask your partner about his or her future houses. Use a suggestive question. Hãy làm việc theo cặp. Hỏi bạn của mình về ngôi nhà tương lai của anh ấy hoặc cô ấy. Sử dụng những câu hỏi gợi ý bên dưới. Number 1. What type of future house do you think it will be? Bạn nghĩ rằng ngôi nhà trong tương lai của bạn sẽ là loại nhà gì? Thì ngôi nhà trong tương lai của mình sẽ là một cái biệt thự. My future house will be a villa. Number 2. Where will it be? Nó sẽ ở đâu? It will be in the mountain. Nó sẽ ở trên núi. Number 3. What will it look like? Nó sẽ trông như thế nào? It's big and beautiful with many modern appliances. Nó sẽ rất là to và đẹp với nhiều thiết bị hiện đại. Number 4. How many rooms will it have? Ngôi nhà sẽ có bao nhiêu phòng? It will be 12 rooms. 5 bedrooms, 3 bathrooms, a dining room, a kitchen, a living room and a hall. Nó sẽ có 12 phòng, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 phòng ăn, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 cái phòng lớn. Number 5. What appliances will it have and what will they have to you to do? Những thiết bị bạn có đó là gì và chúng sẽ giúp bạn như thế nào? It will have some robots in the house to help me do the housework. There will have a smart, super smart TV, a smart fridge, a smart cooker, and a super car. Nó sẽ có một số con robot trong ngôi nhà để giúp mình làm việc nhà. Ở đây cũng sẽ có một cái TV thông minh, một cái tủ lạnh thông minh, một cái nồi cơm điện thông minh và một cái siêu xe. Thì đây là một cuộc phỏng vấn dựa vào những câu hỏi cô đã trả lời mẫu. Bây giờ các em hãy đặt câu hỏi với bạn của mình và tương tự sẽ trả lời những câu hỏi bên dưới ra và chúng ta tiếp tục qua bài tập tiếp theo. Activity 5. Working cross. Tell your partners about your future house. You can use the information in 4. Hãy làm việc theo nhóm. Nói cho bạn của bạn về ngôi nhà tương lai của bạn. Bạn có thể sử dụng những thông tin ở bài 4. Thì dựa vào những thông tin ở bài 4 thì bây giờ bài 5 này chúng ta sẽ viết về ngôi nhà tương lai của mình dựa vào những câu hỏi ở bên trên. Cô sẽ viết về bài ngôi nhà tương lai của cô như sau.
My future house will be a villa. It will be in the mountains. It's a big and beautiful with many modern appliances. The will have trails from 5 bedroom, 3 bathroom, a dining room, a kitchen, a living room, and a home. There will have some robots in the house to help me do the housework. The wheel has a super smart TV, a smart fridge, and smart cooker, and a super car. Ngôi nhà tương lai của mình sẽ là một biệt thự. Nó sẽ ở trên núi. Nó sẽ rất là to và đẹp với nhiều thiết bị hiện đại. Nó sẽ có 12 phòng, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 phòng ăn, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 phòng lớn. Ngôi nhà sẽ có một vài con robot để giúp mình làm việc nhà. Ở đây cũng sẽ có một cái TV thông minh, một cái tủ lạnh thông minh, một cái nồi cơm điện thông minh và một cái siêu xe. Thì các bạn dựa vào những cái câu trả lời ở bên câu hỏi và câu trả lời bên bài số 4, các bạn hãy viết cho bản thân mình một bài viết tương tự nhé. Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the conversation again. What is important to Linda? What is important to Nick? Tick the columns. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and answer the questions about their dream houses. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Activity 4. Working pairs. Discuss your dream house and fill the table. Hãy làm việc theo cặp, thảo luận với bạn của bạn về những ngôi nhà trong tương lai của mình và hoàn thành bảng sau. Example. What type of dream house is? Loại nhà trong tương lai của bạn đó là loại nhà gì? Is a palace. Đó là một cái cung điện. Where is? Nó ở đâu? Is in the mountain. Nó ở trên núi, trên những ngọn núi. Thì bây giờ người ta cho cái khung này. Ở đây có loại nhà, vị trí, số lượng phòng và các thiết bị ở trong nhà. Thì chúng ta hãy đặt tiếp những câu hỏi cho
cái số lượng phòng là bao nhiêu và các thiết bị trong nhà là gì. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng này. Thì tiếp theo cô sẽ đặt câu hỏi cho ngôi nhà sẽ có bao nhiêu phòng. How many rooms will it have? It will have 10 rooms. Nó sẽ có 10 phòng. What appliances will it have? Các thiết bị sẽ có đó là gì? It will have some robots, a helicopter, a super smart TV. Nó sẽ có một vài con robot, một cái máy bay trực thăng, một cái TV thông minh. Thì đó dựa vào những câu trả lời bên trên thì các em hãy điền vào cái bảng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần bài tập tiếp theo. Activity 5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream houses. Sử dụng thông tin ở bài 4 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ về ngôi nhà trong tương lai của mình. Ngôi nhà mơ ước của mình. Đây tôi cho mở đầu một vài câu ví dụ. Và ở đây cô sẽ có một bài viết mẫu như sau. My dream house is a big palace. It's in the mountains. In front of the house, there is a swimming pool and there is a garden behind the house. On the roof, there is a helicopter. In the house, I have some robots. They help me to do the housework. I have a super smart TV to help me order food from the supermarket. It's fantastic to live in my palace. Ngôi nhà mơ ước của mình sẽ là một cung điện lớn. Là một cung điện lớn. Nó ở trên những ngọn núi. Trước ngôi nhà của mình sẽ có một cái hồ bơi và có một khu vườn ở đằng sau. Trên mái nhà thì có một cái máy bay trực thăng. Trong ngôi nhà thì mình có một số con robot, chúng giúp mình làm việc nhà. Mình có một cái TV thông minh để giúp mình đặt thức ăn từ siêu thị. Thật là tuyệt vời khi sống trong cung điện của mình. Các em có thể dựa vào những cái thông tin ở bài 4 và các em hãy viết một bài viết tương tự về ngôi nhà mơ ước của mình nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.